Phan cờ đàm tùng vận bất bình khi cầm tâm tượng ngọc bị fan Nguyễn Tác chơi sở vốt một sao. Cầm tâm tượng ngọc bộ phim cổ trang mới của đàm tùng vận và Trung Hàn Lương đã đạt mốc hơn 1 tỷ lượt xem trực tuyến chỉ sau 18 tập. Cùng với đó là độ nhiệt cùng các chỉ số truyền thông đều lọt top ở các bảng xếp hạng danh tiếng. Cầm tâm tượng ngọc xoay quanh câu chuyện của La Thập Nhất, thư nữ dòng họ La danh giá thay đại tỷ bị bệnh hiểm nghèo và làm dâu trưởng dòng họ Từ, làm vợ của vương gia tài đức hơn người từ lệnh nghi. Cuộc sống trong nhà quý tộc tưởng như đầy sung sướng vinh hoa phú quý, nhưng La Thập Nhất luôn phải tốc trí đa mưu, thoát khỏi mưu hèn kế bẩn của các phu nhân trong nhà muốn tranh sủng. Chất lượng nội dung thực sự rất ổn định, tình tiết lên cao xuống thấp vừa phải. Đặc biệt tuy cũng thuộc dạng một phim cung đấu nhưng các chi tiết được xây dựng không hề quá lố, giúp cho khán giả có những phút giây giải trí hết sức ổn áp, nhất là qua vai diễn mới là ăn ý của cặp đôi Trung Hà Lương đàm tùng vận. Dù vậy ở trên trang đánh giá phim Đa Ban, Cẩm Tâm Tựa Ngọc thời điểm đó có dấu hiệu tụt điểm, điểm số của bộ phim chỉ còn 6,4 trên 10. Hầu hết các comment vớt một sao đều đến từ fan của nguyên tác gốc. Khi được hỏi họ đã xem phim chưa thì hầu hết đều bảo không. Có người chẳng ưa nổi khuôn mặt của Đàm Tùng Vận, mạnh dạn vớt luôn một sao mà chẳng cần xem phim. Dù vậy chỉ cần làm phim một cách có tâm, đoàn phim từ ekip tới diễn viên có tinh thần cống hiến hết mình cho khán giả thì nhất định người xem chân trình sẽ hiểu cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của pvlog cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất xin chào và hẹn gặp lại